Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cách làm sạch phổi mà bằng một nguyên liệu rẻ tiền mà lại phổi của chúng ta sạch khỏe mạnh mà lại giàu dinh dưỡng. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ, và mình mời các bạn cùng làm với mình với nguyên liệu rất là đơn giản thôi ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình mà tiết nhé, mình cho từng ngày tiết. Các bạn sẽ cho mình vào đây dăm này, hành lá này, một ít ớt này, một ít mùi tàu cho nó thơm nhé. Và cái tiết này ấy, thì sẽ phải có cả nước, vì tiết khi các bạn mua hoặc các bạn xin ấy, thì họ hãm ấy, tiết này để có thể đánh tiết canh ấy. Nhưng mà bây giờ hầu như không ai dám ăn tiết canh, tiết sống cả, mà mình sẽ làm canh tiết hoặc là tiết luộc lên để mình ăn, hoặc là bạn luộc lên sau có thể xào rất là tốt luôn ạ. Trong tiết này thì nó có chứa rất là nhiều chất mà các bạn đấy ạ. Ở khi tiết này nhá thì nó chứa rất nhiều chất sắt này, với những người thiếu máu là nhất là chị em phụ nữ khi mà đến tháng bị thì lượng sắt rất là mất đi rất là nhiều. Chúng ta có thể ăn tiết để cho lượng sắt nó bù lại ạ, và đỡ bị đau ạ, nhất là thiếu máu thì hay bị đau đầu đau bụng. Và như dân gian ấy, như ông mình ngày xưa thì bảo nhà tiết này rất là tốt. Khi phổi của chúng ta bị tổn thương ấy thì ăn tiết ấy, nó sẽ làm cho sạch phổi nhé. Với cái một từng này bát tiết này thì mình sẽ cho 1,5 lần nước, vì họ hãm ấy thì đã có một lượng muối rất là nhiều rồi, cho nên là mình muốn cho nó nhạt đi ấy, thì để mình ăn vừa phải vừa tới ấy, thì các bạn sẽ cho mình vào đây. Đấy là từng ý tiết thì chúng ta sẽ cho vào đây 1,5 lần nước, tức là đây là bằng một lần của tiết rồi nhé. Và mình sẽ cho thêm nửa nữa. Các bạn quấy lên cho mình và mình để một lúc để cho nó đông nhé. Và để muốn cho cái tiết này các bạn muốn ăn bột ngọt thì chúng ta có thể cho một chút bột ngọt, một chút tiêu. Trong lúc nó chưa đông ấy thì mình sẽ cho vào đây một thìa bột ngọt ạ, để mình quấy nó lên, và một chút hạt tiêu để khi mình ăn ấy nó có độ cay cay một chút của tiêu. Mình hòa tan cái phần bột ngọt đấy ạ. Và các bạn sẽ để cho mình khoảng 10 đến 15 phút, hoặc là cứ để một lúc sau nó sẽ tự đông lại, thì mình sẽ cắt bớt ra để mình đem đi mình nấu lên nhé. Mình cũng có nhiều video nói về tiết rồi. Khi tiết ấy, nó làm cho cơ thể của chúng ta rất là tốt luôn. Nó là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều sắt, đạm và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chúng ta cứ không nghĩ là tiết nó lại tốt như vậy nên là ít người ăn ấy, nhưng mà ăn tiết thì rất là bổ. Và các bạn có thể ăn ngày tuần chúng ta có thể ăn một hai lần ạ, rất là tốt mà hiệu quả. Nó còn chứa một lượng đạm rất là nhiều nhé, nhất là phổi của chúng ta sẽ sạch hơn đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ để lại để cho nó đông nhé, sau đó thì mình sẽ ấy tiếp, và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi làm cái phần rau ạ. Cái phần dăm này mình sẽ thái ra nhé, dăm, mùi tàu, hành lá. Bạn rửa sạch đi rồi mình thái nó ra. Thái nhỏ nó ra. Còn cái phần cẳng hành thì mình quay ngược đầu rồi, xong mình sẽ để đằng sau. Mình để dài nhé. Cái phần tiếp theo này các bạn là đi chợ vào buổi sáng sớm ấy, mình có thể xin nhé, tức là mình mua thịt của họ ấy, thì mình xin họ cho ngay ạ, hoặc không có thì mình có thể mua, chỉ cần 53.000 thôi là các bạn có được ngay một món ăn bổ dưỡng nhé. Như quê mình ấy, thì mình toàn xin thôi.
cứ bán thịt xong là họ cho ngay chứ họ không lấy tiền. Cái phần ớt này mình sẽ cắt nó ra. Đây các bạn, khi tiết mình để một lúc nó đã đông như thế này rồi nhé. Đây các bạn thấy sẽ không có gì cả. Và mình sẽ dùng con dao này, mình sẽ cắt ra thành từng miếng. Mình nấu lên hết thì nó sẽ nhanh chín nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đun một nồi nước sôi lên ạ. Đây các bạn, khi nồi nước sôi nhé, mình sẽ cho cái phần tiết hay gọi là huyết heo nhé. Ở đây để mình luộc nhé. Mình ấy như thế này để cho cái phần đáy nó không bị dính xuống dưới nhé. Các bạn sẽ luộc cho mình khoảng 20 phút với nồi nhỏ, sau đó mình sẽ lại hướng dẫn tiếp. Đây ạ, khi cái phần tiết sôi rồi nhé, các bạn sẽ đảo lên cho mình như thế này. Đây ạ, để cho nó không bị sát ở cái dưới đáy á. Cái phần bọt này này, cái nổi nổi này, các bạn có thể bỏ đi nhé. Mình cứ đun nhỏ lửa khoảng độ 20 phút các bạn ạ, vì tiết ấy, bên trong nó sẽ rất là lâu chín. Đấy các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp và các bạn cứ để trong nồi cho mình khoảng độ 15-20 phút nhé. Để cho cái phần tiết này của mình ấy, nó chín và nó sẽ không bị đỏ ở bên trong ạ. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành, mồi và ớt vào các bạn nhé. Khi tiết chúng ta để nó đã chín rồi. Rất là ngon như thế này nhé. Tiết luộc như thế này ấy, nó không bị sắt. Như thế này bây giờ mình múc ra là có thể thưởng thức các bạn nhé. Khi món tiết này ấy, các bạn ăn ấy rất là ngon và lại rất là bổ phổi, sạch phổi đấy các bạn ạ. Nhà mình ở gần nhà ông Hằng thợ cắt tóc ấy, hàng tháng ông thế nào cũng phải ăn độ 2-3 lần tiết này. Vì khi mà họ cắt tóc ấy, cái bụi của tóc ấy nó sẽ vào phổi, sẽ làm cho phổi bị gọi là bẩn phổi hay là tổn thương phổi không được sạch ấy. Thì ăn tiết này nó sẽ làm cho phổi sạch đấy ạ. Nên là khi mùa Covid như thế này, chúng ta muốn làm sạch phổi thì chúng ta có thể làm món tiết như thế này. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy ạ. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Với cách làm là sạch phổi bằng cái một món ăn rất là rẻ tiền, ngon, tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.